Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh của Cam Review. Cái cụ có câu, sông có khúc, người có lúc. Trong giới hải tặc cũng vậy, sau mỗi trận chiến có kẻ lên voi, có người lại xuống chó. Và phần thưởng cho những kẻ chiến thắng đó là mức truy nã của chúng sẽ được hải quân chèo giá cao hơn, giúp cho những tên hải tặc này khẳng định bản thân mình rất có chỗ đứng và rất cứng chỗ đó. Và sau đây mời anh em cùng đến với video top những nhân vật có mức truy nã trên 1 tỷ berry xứ Aquano. Video này chỉ mang tính chất giải trí, chống chỉ định cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú. Nếu các bạn đã sẵn sàng thì let's go và luôn cho nóng nào. Đứng cuối bảng xếp hạng ngày hôm nay của chúng ta không ai khác chính là Jack. Ê, nhà mày, Jack này mới đúng nè. Jack hạng hán, một cái tên đã quá quen thuộc trong giới underground. Anh sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Jack có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhưng do để hát mãi mà người ta cứ trả lương 5 triệu một tháng, nên anh đã quyết định bứt áo ra đi. Sau đó anh gia nhập băng hải tặc Bách Thú và trở thành một trong ba tầm tay dưới trướng của Kaido. Nếu không nói ra thì chắc ai cũng biết Jack là một người cá. Hắn sở hữu trái xoan cổ đại voi ma mút. Do sở hữu một sức mạnh thể chất và sức bền đáng kinh ngạc, nên trước giờ Jack luôn giữ cho mình 100 nguồn sống. Gặp là xúc mà thấy là múc, pháp danh thích thì nhích. Khi đã một mình cân luôn cả hạm đội áp giải Doflamingo, mặc cho trên tàu lúc này có cả đô đốc Fujitora và cựu thủy sư đô đốc Sengoku, kết quả là đến cái nịch cũng không còn. Và mặc cho lời đàm tiểu hoa la linh tinh về những lần chơi ngu đó, thì độ chất chơi của tên này vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi Jack đã thực hiện luôn thử thách chiến đấu 5 ngày 5 đêm với vua chó và vua mèo ở đảo Zu, kết quả là xin nhẹ một cánh tay của vua mèo Nekomamushi và một cái chân của vua chó Inurashi. Nhưng đời mà, đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thế là trong trận chiến cuối cùng tại Wano, Jack đã bị hai vị vua này bật mót su lông đập cho gãy cả ngà. Thất bại là thế, nhưng với tính cách tàn bạo và độ liều của mình, Jack đã được treo thưởng với mức giá 1 tỷ berry, một cái giá khá phù hợp với một trong ba người mạnh nhất dưới trướng của Kaido. Và người tiếp theo trong danh sách có mức tiền truy nã trên 1 tỷ berry chính là anh tư gà Sanji. Khi mà các fan One Piece cứ tranh cãi mãi giữa Luffy với Zoro, ai mới là con cưng, ai mới là con ruột, thì Sanji, kiếp con ghẻ vẫn luôn đeo bám anh. Sanji sở hữu một nhan sắc khiến các Ogama phải chết mê chết mệt. Không những thế, anh còn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, mà khổ nổi, đầu trên nói thì đầu dưới nó lại không chịu nghe. Sức mạnh của Sanji thường là những đòn cướp pháp, anh không bao giờ dùng tay để chiến đấu vì anh tư quan niệm tay chỉ dùng để nấu ăn mà thôi. Sau Time Skip, sức mạnh thể chất và Haki của anh được nâng lên một tầm cao mới. Sanji có thể sử dụng được Skyward và Lureward, một kỹ năng tương tự với Gabo trong lục thức. Sanji cũng sở hữu Haki vũ trang và Haki quan sát, nhưng không giống với Luffy và Zoro, Sạn thường không tập trung nhiều vào Haki vũ trang, nhưng Haki quan sát của anh lại ở một tầm rất khác bọt. Điển hình nhất chắc chắn là khoảnh khắc anh né được viên đạn của Katakuri trong tiệc cưới, mặc cho Katakuri lúc này sở hữu Haki quan sát nhìn trước được tương lai. Sau ác đảo bánh, Sanji được Vinmotrit tặng cho bộ hắc tàng, bộ đồ đã biến ước mơ rình trộm nhà tắm nữ của anh tư gà Sanji thành sự thật. Nhưng đáng tiếc thay là Sanji đã tự tay phá hủy nó trong trận chiến với Win. Và cũng trong trận chiến này, Sanji đã thức tỉnh được mã gen của mình. Sau khi thức tỉnh, Sanji sở hữu một sức bền và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Cơ thể thì cứng như sắt thép, đã vậy còn có khả năng tạo ra lửa cực mạnh từ chân. Với từng ấy sức mạnh, anh tư gà Sanji được treo thưởng với mức giá 1 tỷ 32 triệu berry. Anh tuột từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4 của băng mũ rơm, nhường chỗ lại cho Jinbei, quá đen cho anh tư gà. Cuộc tình dù đúng hay sai thì thằng đẹp trai vẫn đỡ thời gian cô gái. Katakuri thì tôi không biết có đẹp trai hay không, mà độ ngầu thì ít có ai sánh bằng anh. Katakuri được mệnh danh là anh trai quốc dân, đã từng có một thời gian làm cho các chị em phải điêu đứng vì rụng trứng quá nhiều. Kata là con trai thứ 2 của Big Mom và là chỉ huy số 1 dưới trướng của bà ta. Được xem là người mạnh nhất chỉ xếp sau Hạ Thiên Lộn Big Mom, Katakuri sở hữu một sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với những đứa em ăn tàn phá hoại của mình. Anh sở hữu trái Mochi Mochinomi, một trái ác quỷ thuộc hệ Paramesa đặc biệt, cho phép anh tạo ra và điều khiển được Mochi. Katakuri là một trong số ít người được xác nhận là đã thức tỉnh trái ác quỷ. Trái Mochi sau khi được thức tỉnh có khả năng biến đổi vật chất và môi trường xung quanh thành Mochi. Tận dụng điểm này mà không ít lần Kata dường như đã đánh bại lực Luffy. Với danh xưng chỉ huy số 1 bằng hải tặc Big Mom, Kata đã làm chủ cả 3 loại Haki và là bậc thầy của Haki quan sát khi có thể nhìn trước được tương lai trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù đã bị Luffy đánh bại, nhưng với ngần ấy sức mạnh, Katakuri được hải quân truy nã với mức giá 1 tỷ 57 triệu berry, đứng thứ 3 từ dưới đếm lên trong danh sách này. Và người xếp vị trí tiếp theo trong danh sách này đó chính là Jinbei. Jinbei là một người cá, ông từng là thuyền trưởng của băng hải tặc mặt trời và cũng từng là thành viên của Thất Vũ Hải. Còn hiện tại, ông là người lái tàu kiêm thức ăn dự trữ cho băng mũ rơm. Sức mạnh của Jinbei thì khỏi cần phải bàn cãi, khi ông đã từng chiến đấu 5 ngày 5 đêm với Ace. Nếu đặt lên bàn cân để so sánh trình độ của cả hai, thì chắc chắn rằng Jinbei sẽ là một đối thủ rất nặng ký, theo đúng nghĩa đen. Và cũng trong trận chiến tại Marineford, Jinbei đã cho mọi người biết rằng đừng bao giờ khinh thường một ai dù đó chỉ là một con cá. Khi ông đã cùng Luffy chiến đấu với rất nhiều tên máu mặt ở đây, điển hình nhất vẫn là pha giải cứu lù khỏi Akainu.
Shinbei cũng đã được tiết lộ là sở hữu hai loại haki là haki vũ trang và haki quan sát, nhưng nổi bật nhất trong sức mạnh của ông vẫn là karate người cá. Ông được xem là một bậc thầy trong môn võ này. Minh chứng tuyệt vời cho tuyệt kỹ này sẽ mạnh như thế nào trong tay Shinbei thì hãy nhìn cách ông hạ gục Hút Thu là biết ngay ấy mà. Với ngần ấy sức mạnh thì tiền truy nã của Shinbei là 1 tỷ 100 triệu berry, đứng thứ 3 trong băng bưu rơm, một mức giá quá mắc để mua một con cá mập mà. Và nhân vật tiếp theo có mức truy nã trên 1 tỷ berry lại là một thành viên của băng mũ rơm, người mang cho mình huyết kế giới hạn đi thẳng vân lạc đường, không ai khác chính là Zoro. Zoro tên đầy đủ là Roano Zoro, mật danh Thánh Mù Đường. Sở dĩ có cái tên này vì xác suất tìm thấy kho báu One Piece còn cao xác suất Zoro tìm được đường về tàu của mình. Anh là thành viên đầu tiên gia nhập băng mũ rơm và là người mạnh thứ hai chỉ xếp sau thuyền trưởng. Zoro sở hữu một sức mạnh và sức bền không thua kém gì những người mang năng lực trát quỷ. Các đòn tấn công của anh đa phần đều dựa vào kiếm thuật. Sau time skip, Zoro dường như ao trình hầu hết các đối thủ của mình, và chỉ mãi cho đến khi Aquano bắt đầu thì sức mạnh thật sự của Zoro mới được bộc phát. Khi anh đã một mình chặn đòn hạ cai của hai tứ hoàng, cũng như bật mod Asura tha thu cho Kaido một vết sẹo trước ngực, để rồi phải tìm độc bình mới có thể tiếp tục chiến đấu. Trong cơn phê, Zoro hồi tưởng nhớ cái lò thầy dạy, thế là anh bộc phát Haki Bá Vương đánh bại King và tuyên thệ mình sẽ là vua lạc đường, mình sẽ là vua địa ngục. Với hàng loạt các chiến tích trên, Zoro được truy nã với mức giá 1 tỷ 111 triệu berry, cao thứ 2 trong băng mũ rơm. Tiếp đến trong danh sách này là một cây hài của làng giải trí. Anh mang trong mình niềm đam mê làm diễn viên hài, nhưng dòng đời xô đẩy nên anh đã quyết định gia nhập băng hải tặc Bách Thú và trở thành một trong ba Okaban dưới trướng của Kaido. Và người này không ai khác chính là Queen Dịch Bệnh. Sở dĩ có cái tên Dịch Bệnh vì tên này có một sở thích khá biến thái là tra tấn các tù nhân của mình, đặc biệt là bằng các virus do hắn tự chế tạo ra. Queen là một nhà khoa học. Tên này đã từng có một thời gian nghiên cứu cùng với Vimoches và Cesar Clow. Hắn đã áp dụng khoa học công nghệ lên chính trái quỷ mình đang sở hữu, trái do anh cô đại Rio Rio Nomi, cho phép hắn biến thành một con khủng long cổ dài Brachiosaurus. Trong trận chiến với Sanji, Queen đã phô diễn gần như hoàn toàn sức mạnh của mình, có thể kể đến như sức bền và khả năng hồi phục từ trái do anh cổ đại. Ngoài ra còn có các khả năng khác như tấn công bằng điện, laser, tàng hình. Nói không qua thì Queen thật sự rất đa tài, không những rap hay, tấu hài giỏi, đã vậy trình độ đạo nhái thì không thua gì các pháp sư Trung Hoa cả. Nhưng tiếc thay, sự có mặt của Queen chỉ để mang lại tiếng cự cho các Wanbu mà thôi, để từ đó mà các Wanbu đã phong tặng cho Queen danh hiệu nghệ sĩ hài ưu tú của năm. Mặc dù đã bị Sanji sút về lại đáy xã hội với Đạt Vali, nhưng với hàng tá các chiến tích trên, Queen đã được treo thưởng với mức giá 1 tỷ 320 triệu berry. Update tình hình mới nhất của Queen thì sau khi làm một liệu trình hút mỡ của đô đốc bộ lục thì Queen còn đúng bộ xương, quá nhỏ cho một nghệ sĩ hài mà. Và người tiếp theo có mức truy nã trên 1 tỷ trong danh sách này chính là Marco. Marco là đội trưởng đội 1 của băng hải tặc râu trắng. Anh sở hữu một trong những trái quỷ hiếm nhất của One Piece, một trái Zoan thần thoại Model Phượng Hoàng. Mặc dù là một trái hệ Zoan, nhưng trái quỷ này lại sở hữu luôn cả đặc tính của hệ Paramecia và Logia. Không những thế, điều khiến trái quỷ này nổi trội hơn cả là do năng lực tái sinh mà nó mang lại cho người sử dụng. Cũng chính nhờ năng lực này mà Marco có thể tự chữa lành các vết thương của mình một cách nhanh chóng. Và cũng trong trận chiến tại Wano, Marco đã dùng ngọn lửa xanh này để kìm hãm virus băng quỷ của Win, giúp Chopper có thêm thời gian chế tạo thuốc giải. Marco không những thông thạo ép trái quỷ mà còn sở hữu luôn cả haki vũ trang và haki quan sát. Mặc dù cả hai loại haki này đều chỉ nằm ở mức cơ bản, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để anh cần hai Okaban mạnh nhất của băng bách thú là King với Queen trong trận chiến tại Onigashima. Với từng ấy sức mạnh, Marco được truy nã với mức giá 1 tỷ 374 triệu berry. Và nhân vật sau đây có mức truy nã còn cao hơn cả Marco, số tiền truy nã của anh lên đến 1 tỷ 390 triệu berry. Và nhân vật này không ai khác chính là King. King tên thật là Amber, hắn là người sống sót duy nhất của tộc nhân Lunarian từng sống trên đỉnh Red Line. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời King là phục hưng gia tộc Uchiha. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời King là phục hưng gia tộc Lunarian. Thế nên hắn đã quyết định đi theo Kaido, giúp Kaido trở thành vua hải tặc và thực hiện tham vọng của mình. King là một trong ba Okaban và là người mạnh thứ hai chỉ xếp sau thuyền trưởng. Tên này sở hữu một trái Zoan cổ đại cho phép hắn biến thành một con thằn lằn bay Pteranodon. Trong trận chiến với Zoro, King đã thể hiện sức mạnh của một chủng tộc được coi là thần là sẽ như thế nào. Với ngọn lửa chùa đặc trưng của tộc Lunarian, King đã tạo ra rất nhiều chiêu thức bằng lửa để tấn công Zoro, mà theo Zoro, sức nóng của nó được ví như dung nham. Nhưng do chơi lửa chùa mà không nạp gạt 20.000, thế nên King đã bị Zoro dùng tuyệt kỹ nhớ cái lò thầy dạy chém đứt một bên cánh, kết thúc giấc mơ phục hưng gia tộc ở đây. Update tình hình mới nhất của King thì cũng không khá khẩm gì so với Queen là mấy. Nãy giờ có vẻ đực rựa hơi nhiều thì phải, và sau đây chúng ta hãy cùng đổi gió với một trong những cô gái được mệnh danh là nữ hoàng của giới hải tặc, người có số đo ba dòng lần lượt là 111, 61 và 91.
Nhân vật này không ai khác chính là Bò Hàn Cốc, nữ vương của tập Kuja sinh sống ở đảo Amazon Lily. Và cô cũng từng là thành viên nữ duy nhất của Thất Vũ Hải trước khi tổ chức này bị xóa bỏ. Bò Hàn Cốc sở hữu trái Mero Mero no Mi cho phép cô hóa đá các vật thể khi chạm vào chúng, cũng như hóa đá bất cứ ai nếu người đó có suy nghĩ đang tối với cô. Bò Hàn Cốc cũng rất tự tin về năng lực của mình cho đến khi cô gặp được Luffy và bắt một căn bệnh vô cùng lạ mà theo giang hồ hay gọi nó là bệnh Nublomoma. Bò Hàn Cốc là một trong số ít người có tư chất bá vương, cô sở hữu 3 loại haki nhưng hầu hết chỉ nằm ở mức cơ bản. Sau khi hệ thống Thất Vũ Hải bị xóa bỏ, cô đã được hải quân truy nã với mức giá 1.659.000.000 Berry. Và người tiếp theo trong danh sách này cũng từng là một thành viên của Thất Vũ Hải và cũng từng là người đứng đầu tổ chức Baroque World. Sau này thì bị Luffy đánh bại và bị hải quân tống vào ngục Impel Down. Giờ đây sau khi trốn thoát thì lại tiếp tục thành lập một tổ chức tội phạm khét tiếng lấy tên là tổ chức Crossrise. Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán được người tôi muốn nói là ai rồi đúng không? Nhân vật chính của chúng ta không ai khác chính là Crocodile, nickname cá sấu. Crocodile sở hữu một trái quỷ hệ Logia, trái Suna Suna no Mi, cho phép tên này biến đổi và thao túng được cát. Sức mạnh của Crocodile đa phần đều dựa vào năng lực trái quỷ của mình, nhưng nói như thế không có nghĩa là Crocodile yếu. Crocodile rất mạnh còn lại đằng khác, chỉ qua là do gặp Man quá sớm mà thôi. Sức mạnh của cá sấu thể hiện rõ nhất là ở trận chiến tại Marineford, khi tên này đã một mình tấn công Râu Trắng, Zozu, Doflamingo và đến cả Akainu. Với sở hữu lý lịch dày đặc như thế, hải quân đã quyết định truy nã Crocodile với mức giá 1.965.000.000 Berry. Nhân vật tiếp theo, đúng hơn là một vài nhân vật tiếp sau đây có mức truy nã trên 1.000.000.000 Berry, đó chính là bộ ba Luffy, Law, Kid. Bộ ba chắc đã quá quen thuộc với các Wanbu rồi đúng không? Cả ba đều thuộc thế hệ tồi tệ, và tại sao lại có chữ tồi tệ thì chúng ta hãy cùng xem lại cả ba đã làm gì ở Wano. Đầu tiên là hấp viên tập thể hai cụ già đã ngoài 60 tuổi, sau đó là buôn lậu đồng nát. Không những thế, bộ đôi Law và Kid còn lên kế hoạch đẩy bà già xuống biển. Với những hành động trên thì xã Wano, bộ ba báo đời đã nâng mức tiền truy nã của mình lên tận 3.000.000 Berry và Luffy đã chính thức trở thành một tứ hoàng. Đó cũng là phần 1 video top những nhân vật có mức tiền truy nã trên 1.000.000 Berry xã Wano. Cảm ơn các bạn đã ngồi xem đến giờ phút này. Video chỉ mang tính chất giải trí, rất mong các bạn sẽ đón nhận nó. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ like and subscribe để đón chờ những video thú vị hơn đến từ Game Review nha. Game Review, hay nói điều.